Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 23: Làm ra một tấm gương tốt cho tất cả chúng sinh. Phật Bồ Tát là tấm gương tốt nhất cho chúng sinh chính pháp giới. Bậc mô phạm tốt nhất, chư Phật Như Lai làm ra tấm gương tốt cho Bồ Tát. Bồ Tát học Phật làm ra tấm gương tốt cho tất cả chúng sinh. Phật pháp phải bắt đầu từ đâu mà học vậy? Phải từ hiếu thân, tôn sư mà học. Bạn không dạy được người cả nhà của bạn tốt thì bạn mê mà không giác. Nếu như bạn chân thật tu tự tánh giác, chánh, tịnh thì gia đình của bạn nhất định rất là viên mãn. Người học Phật là người mô phạm cho mọi người. Gia đình học Phật là gia đình mô phạm cho các gia đình. Công ty học Phật là mô phạm cho tất cả các công ty. Cho nên đây gọi là tác sư tác phạm. Sư là hướng dẫn cho đại chúng, đặc biệt là hướng dẫn cho đồng nghiệp chúng ta. Khi bạn là học sinh, phẩm chất học lực ưu tú thì là học sinh Bồ Tát, là học sinh mô phạm tốt cho tất cả học sinh. Khi Bồ Tát làm thầy cô giáo thì là mô phạm cho tất cả thầy cô giáo. Khi bạn làm nghề buôn bán, Bồ Tát cũng làm nghề buôn bán. Khi Bồ Tát ở trong thương giới sẽ làm tấm gương tốt cho tất cả những người buôn bán. Khi Bồ Tát làm tổng thống thì là tấm gương tốt cho tất cả các tổng thống. Nếu như bạn là bà chủ trong gia đình, Bồ Tát cũng làm ra tấm gương tốt cho mọi bà chủ gia đình khác. Đây là tác phạm. Không luận ở vào một nghề nghiệp nào, đều là tấm gương tốt cho nghề nghiệp đó, đều là làm ra điển hình cho nghề nghiệp đó. Đây là tấm gương tốt. Giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Chính ngay ở trong phương thức đời sống hiện tiền của bạn, ở ngay trong cương vị công tác của bạn, bạn làm ra tác sư, tác phạm. Vậy mới chân thật là người học Phật. A-di-đà-phật. Namo Amida Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.